Vợ Mạc Văn Khoa nổi cáu khi bị so sánh với vợ Lê Dương Bảo Lâm. Khi nhận phải bình luận kém duyên với loạt ảnh bikini vì Bambi thú nhận không hiện nổi. Mới đây, bà xã Mạc Văn Khoa vừa xả nốt bộ ảnh đi nghỉ dưỡng cùng chồng và con gái ở Phú Quốc. Dù đăng tải với tâm trạng khá vui vẻ, tuy nhiên với bình luận kém duyên của một tài khoản mạng, cô nàng phải sụ lông nhím và tế người kém duyên này không thương tiếc. Cụ thể, một tài khoản hỏi vì Bambi có xinh hay không khi khoe ảnh bikini phơi bàn tọa cho thiên hạ. Người này thậm chí còn khuyên cô nên bình dân như vợ Lê Dương Bảo Lâm là dễ thương. Ban đầu, Vi Bambi còn trả lời rằng bản thân vui là được, không cần xin. Đến khi nhận lời khuyên kém duyên, cô mắng thẳng. Vô duyên mà tưởng mình hay, đi biển mặc áo dài tắm hay gì chị. Sau khi người này xóa bình luận, vợ Mạc Văn Khoa tiếp tục đăng toàn bộ phần đấu khẩu giữa hai người lên để netizen cùng đánh giá và thú nhận, hiền không nổi. Chứ thực tế, cùng là vợ của hai nghệ sĩ hài, nhưng vợ Lê Dương Bảo Lâm lại có 3 con nên vất vả chăm sóc hơn, cũng như không có nhiều thời gian để chưng diện, trong khi vợ Mạc Văn Khoa thì mới chỉ có một bé gái. Đừng quên đăng ký kênh Sự Thật TV để cùng chúng tôi tiếp tục cập nhật những tin tức giải trí đáng chú ý trong showbiz nhé. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.